Khi được hỏi rằng điều gì đáng nhớ nhất trong suốt quãng đời học sinh, ai cũng trả lời rằng là những tiết học đầy căng thẳng, là lũ bạn thân nghịch ngợm giải nắng dầm mưa quậy phá cùng mình, là thầy cô yêu quý luôn che chở cho học trò. Nhưng điều này nghe có vẻ hơi bình tầm thường quá bởi ai cũng có rồi, nhưng với nữ sinh dưới đây thì cô nàng lại có một kỷ niệm khác. Đó chính là nhiều người biết đến trên mạng buôn bản hội chỉ sau một khoảnh khắc. Cụ thể theo những gì cô bạn Phạm Thùy Chi, chủ nhân của bài đăng chia sẻ, đây là một khoảnh khắc nằm trong chương trình kỷ niệm 69 năm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 201/10 và ngoại khóa tiếng Anh do trường Trung học Phổ thông Cầm Bá Thước Thường Xuân, Thanh Hóa, tổ chức. Trong hình ảnh một nữ sinh đang diễn vai người bà đã khuất, ở dưới có một nữ sinh khác đóng vai người cháu đang cúng hoa quả cho bà ăn. Điều đáng nói nữ sinh này đã quên mất rằng mình đang diễn mà vô tình ăn luôn quả táo mà đứa cháu đưa trước mắt. Khoảnh khắc gắp miếng táo của cô nàng ngay lập tức được dân mạng thi nhau chia sẻ, chế thành meme để đời. Bài đăng ngay sau khi được đăng tải cũng chiếm được vô số lượng tương tác của cư dân mạng, chỉ sau ít giờ đăng tải trên rao trường người ta đã thu về hơn 50.000 lượt like. Hài hước thực sự luôn đó, cô bạn này mình nghĩ sau này nên đi làm diễn viên hài, bạn M. Quy cho hay. Nghe có vẻ vô lý nhưng có vẻ cũng rất vô lý, không hiểu được luôn đó, trời ơi thực sự diễn viên đóng vai quá tốt, bạn Nguyễn bình luận. Chưa thấy vai diễn ảnh thờ này sinh động như vai diễn này, bạn Phượng Hờ cho hay.